1 ha. Thì đầu tiên cái mình sẽ có một cái app mình deploy sẵn rồi. Sau đó thì những người mà developer họ tiến hành họ thay đổi một vài cái support nào đó, thì là cái hệ thống engine này nó trigger, nó nhận được cái sự thay đổi đó và nó build một cái email. Thì nó sẽ sau khi build email được tới đây á, mình sẽ rẽ nhánh ra là mình có cần xây dựng cái môi trường dev để mình testing hay không. Ở đây em sẽ bỏ qua môi trường này ha, em sẽ sử dụng môi trường production này. Rồi. Thì môi trường production này nó gồm có hai phần, cái phần canary và phần production này. Thì tại sao hai cái phần này em để đưa vào đây? Thì cái phần demo này á, nó thể hiện rõ là cái thực chất của mình là ở đây là cả môi trường production này, là khi mà review một phiên bản mới vào cái môi trường production này á, là ở đây mình sẽ đặt tỷ lệ. Ví dụ ở đây tỷ lệ canary mình cho là khoảng là 20% và tỷ lệ demo production là 80%. Tất nhiên là lượng user sử dụng á, họ chỉ cần ở đây á, là phiên bản mới release ở Canary này á, thì là cái lượng user họ sử dụng cái phiên bản này á, truy cập á, khoảng được phiên bản mới là khoảng chiếm khoảng tỷ lệ khoảng 20% user sử dụng thôi. Rồi những user còn lại á, là họ sử dụng phiên bản cũ. Để trong quá trình này á, để mình có thể thấy được là cái sự tương tác là cái môi trường thật đó, người user họ phản ánh như thế nào, mình có thể là run patch kịp thời, giống như là các bạn tưởng tượng như Facebook ấy. Khi mà một tính năng nào đó á, là có một số lượng người dùng nhỏ họ sẽ được apply tính năng đó thôi. Còn những người dùng khác thì họ chưa được apply, thì từ từ nó sẽ apply bằng cách là khi mà ổn định rồi thì còn miss support mình á, nó đẩy qua production rồi là chạy cả hệ thống là luôn. Rồi cái các chị nhìn lên chỗ này ha, hiện tại em có xây dựng một ứng dụng đây. Là hiện tại mình sẽ có môi trường của mình là gồm có hai phần, phần frontend và phần backend. Phần backend là phía ở đây, thì hiện tại nó có gồm có hai bot. Rồi phần frontend ở đây á, là gồm có 5 bot, thì 4 bot ở trên đây á là cái môi trường đây là môi trường production. Thì đã chia tỷ lệ đây là 5-4 với lại 1 để các anh chị có thể hình dung rõ được là ở đây là cái rule của mình á. Rồi rule là bot có lăng thì là chia theo tỷ lệ đó, để khi mình apply cái support trên cái canary này á, số lượng người dùng á, nó sẽ chiếm khoảng 20%. Rồi em sẽ bắt đầu, mình sẽ tạo một cái thông bài line CICD nha. Là mình add vào cái bản nguồn mà mình đưa lên Google repository của mình nha. Mình sẽ add vào. Thì em đã xây dựng sẵn một cái ứng dụng rồi. Thì để mình sẽ lấy ra để mình add đưa vào cái thông tin kia. Trigger này ha, thì là mặc định là mình sẽ 1 phút mình sẽ quét support một lần để thấy sự thay đổi của support, để tiến hành mình đi cái email để chuyển qua những môi trường tương ứng. Thì lần đầu tiên nó scan support này để xác nhận thành công và nó view sẵn một email đầu tiên. Cái thuê support mình của mình là master ha. Đây các chị sẽ thấy được cái gì, cái tiến trình đó quy support đây. Thì mình có thể là xem được cái lúc mà cái diễn biến của quá trình mình đi ở đây nha, mình có thể theo dõi được từng stage của mình ha. Chờ một tí để nó view là xong, và đầu tiên là mình sẽ cùng miss support, sau đó thì nó hệ thống này nó sẽ tự động nhận biết được thay đổi và nó relay qua một phiên bản tương ứng canary hay master của mình mong muốn.
cái từ bộ đây em làm là thùng trên CCP ha, là sụp gót hay là container mình sẽ đều lưu trên CCP. Thì sụp gót ở trên CCP nó sẽ có một cái phần gọi là sụp repository này, để có thể mình hay lưu sụp gót thay vì mình sẽ lưu trên những hệ thống sụp gót mạng nguồn mở khác. Thì bên cạnh đó mình có là cái container repository này để mình lưu trữ những cái file, những cái container email của mình, thay vì mình lấy những email hay là mình tạo những email này trên cái Docker hub hay là một cái nơi nào khác. Thì trên Google này sẽ cung cấp cho mình đầy đủ những cái công cụ luôn, thì mình có thể sử dụng cái giải pháp CI/CD để thuần trên Google Cloud luôn. Giờ nghĩ ha, cái chân kim này chân nó đang xây dựng 4 cái container này, để sau khi xây dựng 4 container này là xong rồi thì hệ thống chân kim mình bắt đầu chạy. Khó ha. Thì lần đầu tiên là họ sẽ trên kia này sẽ commit cái source code của mình, sau đó họ build một cái email mới và email mới sẽ đẩy vào cái production, cái môi trường là master của mình. Đây cái dịch vụ khi mà nó deploy cái này, cái dịch vụ mà từ lúc trước là em deploy trước ha, thì nó sẽ ra một cái giao diện web đây. Bây giờ em tiến hành, em sẽ dựa theo cái mô hình này, em tiến hành commit source code qua cái môi trường binary này để nó thấy sự là có những cái người dùng họ sẽ thấy được cái thay đổi trên cái giao diện này, để là mình đánh giá được là cái source code mình đã commit qua được cái môi trường này. Thì bước tiếp theo em sẽ brand một cái gọi là cái source code, em tạo một cái brand mới là canary, sau đó em thay đổi, sau đó em commit qua cái môi trường canary. Thì là sau khi commit xong á, Jenkins sẽ tự động là deploy cái mảng nguồn đó và apply cái version mới đó, thì mình sẽ xem được cái giao diện trên web á, cái version mới thay đổi như thế nào. Thì em đây em sẽ chuyển cái màu này, ví dụ là cái màu này mà blue hơn màu xanh chuyển thành một màu khác, sau đó mình sẽ thấy được cái sự thay đổi đó khi mình commit source code. Wow.
và anh đổi cả luôn cái version của nó ha. Khi mình commit version sang cái plane là canary rồi á, thì cái trang tin mình á nó sẽ tự động nó trigger được cái chuột mới mình ở đây. Thì hồi nãy em có khai báo là 1 phút rồi, nhưng mà để cho nhanh á thì em sẽ click cho nó scan liền ha. Đây. Sau khi scan này nó nhận biết được thay đổi của cái nó nhận biết